Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xót xa, cha tố giác con. Không có sự đau khổ nào so sánh được với nỗi đau tận cùng của người cha khi tố giác hành vi bất thường của chính con mình với pháp luật. Và ông cũng không thể tưởng tượng rằng đứa con trai ông Phạm Văn Dũng, sinh năm 1985, đã gây ra tội ác tày trời như thế. Ông Phạm Văn Năm không giấu được nỗi buồn khi kể về vụ việc và người con trai. Theo bố nghi phạm, công việc hàng ngày của ông là trông ao cá thuê, ở cách hiện trường khoảng 2 km. Ngôi nhà xảy ra án mạng là của chị Phạm Thị Tuyết, con gái ông Năm. Tôi không ngủ tại nhà này, chỉ hay về đây nấu cơm, ăn uống. Buổi trưa hôm ấy, tôi qua nhà để làm cơm thì thấy bạn gái Dũng là cái Thêm. Chiều cùng ngày, tôi vẫn thấy xe máy của Thêm tại nhà. Hỏi con trai thì nó bảo bạn gái thuê taxi về Tam Điệp rồi, ông Năm kể. Kể lại trong sự ngập ngừng, ông Năm cho biết, ngày hôm sau, ông quay lại nhà con gái thì vẫn thấy xe của nạn nhân. Lúc này, Dũng nói với bố rằng chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng Thêm ở cách nhà vài trăm mét. Hai ngày sau đó, bằng linh cảm, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp. Ông Năm nói và cho biết, ngày hôm đó ông thấy nền nhà nhiều nước, nhấp nháp. Dũng bảo là lau nhà, có chuột chạy, nhưng theo lời người bố, nghi phạm không có thói quen hay dọn dẹp nhà cửa. Tôi hỏi nó, cái xô đỏ loại to khoảng 20 lít, tôi hay dùng đâu? Thì nó bảo dùng để lấy nước, giấu không cho biết cất ở đâu. Khi phát hiện sự việc, ông như rụng rời chân tay, nhưng bình tĩnh đi xuống nhà xem như không có chuyện gì. Sau đó ông lẳng lặng đi ra ngoài và khóa trái cửa, mục đích để cho Dũng không trốn thoát và đi báo công an. Cảnh sát sau đó đến hiện trường, giữ Dũng tại nhà và kiểm tra xung quanh. Theo ông Năm, lực lượng chức năng tìm thấy thi hài chị Thêm trong tủ, ở tầng 2 của ngôi nhà. Bên cạnh là chiếc xô đỏ mà con trai ông giấu. Suốt những ngày đó, tôi không ngửi thấy mùi hôi thối nào. Ông Năm nói và chia sẻ, ông không thể ngủ khi quá bất ngờ về những gì cậu con trai có thể đã làm. Ngay sau khi nhận thông tin tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc nghi ngờ con trai Phạm Văn Dũng đã lấy mạng, giấu thi hài bạn gái, Công an tỉnh Ninh Bình đã đến hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo và huy động cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự và Công an thành phố Ninh Bình phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Điều tra ban đầu cho thấy chị Thêm đã bị sát hại và phân thây. Lời khai dùng mình. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Dũng khai nhận hành vi sát hại bạn gái của mình. Anh ta khai quen biết chị Nguyễn Thị Thêm qua mạng xã hội và thuê trọ sống với nhau như vợ chồng, dù chị Thêm đã có chồng, đang làm thuê tại thành phố Ninh Bình. Sáng ngày 28 tháng 3, do không muốn thuê trọ ở thành phố Ninh Bình nữa, nên chị Thêm đến nhà chị gái Dũng là chị Phạm Thị Tuyết tại phường Nam Bình tìm gặp để trả đồ cá nhân của Dũng ở nhà trọ chung của hai người. Dũng không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó đối tượng giữ Thêm ở lại nhà chị gái và không cho đi. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Dũng đã ghi nạn nhân đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh thi hài đến sáng hôm sau. Tiếp đó Dũng đem thi hài cho vào nồi dùng để nấu bánh chưng rồi đi mua xăng. Khi tầm xăng châm lửa lên rồi nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Trưa ngày 25 tháng 3 năm 2022, Dũng đem thi hài đến phòng tắm ở tầng 1, phân ra làm nhiều mảnh bỏ vào hai thùng nhựa có sẵn tại nhà rồi kéo lên tầng 2. Không dừng lại, Dũng mua xi măng trộn với nước đổ vào hai thùng cho đến khi đông cứng lại và cất giấu vào trong tủ. Công an tỉnh Ninh Bình cho biết khi bị đưa về trụ sở công an, tâm lý của Dũng bất thường nên cán bộ điều tra phải động viên, khéo léo khơi gợi để đối tượng bình tĩnh mới lấy được lời khai. Đến ngày 28 tháng 3, tâm lý Dũng khá hơn, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Dũng còn đặt mua trên mạng 5 lít axit để mục đích làm cho phân hủy thi hài. Đến sáng ngày 28 tháng 3 năm 2022, người ship hàng đã mang 5 lít axit đến cho Dũng mà không biết Dũng đã bị bắt, một chiến sĩ công an cho biết.
Đáng chú ý, những ngày xảy ra vụ án mạng, dư luận đồn thổi Dũng nghiện ngập, từng học đại học của một trường quân đội 6 năm, từng đi bộ đội nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên ra quân. Sau đó Dũng xuống Hà Nội, đi làm thỉnh thoảng mới về nhà ở với bố và chị gái. Đây là thông tin không đúng. Được biết gia đình ông Năm có hai người con là chị Phạm Thị Tuyết và Phạm Văn Dũng. Vợ ông Năm mới mất chưa đầy năm, cả gia đình sống tại mảnh đất có ngôi nhà xảy ra vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Dũng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra để làm rõ hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Thêm. Không có bất kỳ lý lẽ nào có thể biện hộ cho tội ác phi nhân tính của đối tượng này. Bà Lụa, người dân sống gần hiện trường, kể rất hiếm khi bà gặp Dũng và chưa từng nói chuyện với người đàn ông này. Hôm 23 tháng 3, tôi thấy có xô xát, cãi vã. Một người phụ nữ trèo ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng bị Dũng kéo lại. Kể từ hôm đó tôi không thấy có biểu hiện gì khác thường, bà Lụa kể. Trong khi đó bà Đinh Thị Bình sống sát vách nơi xảy ra vụ án, kể hôm 23 tháng 3 bà thấy một bó hoa cúc được vứt từ nhà chị Tuyết sang. Trong khi đó bà cho biết hàng xóm không cúng bái gì. Suốt những ngày đó tôi không thấy có biểu hiện gì bất thường từ ngôi nhà, không nghe thấy tiếng kêu hay cãi vã, mâu thuẫn nào, bà Bình nói. Luật sư Trịnh Thị Tuấn, công ty luật Nam Châu cho biết hành vi của đối tượng với nạn nhân là vô cùng tàn độc và dã man. Trong vụ việc này, đối tượng Dũng có gia đình, lại chung sống như vợ chồng với nạn nhân là người đang có chồng. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm luật hôn nhân và gia đình, là chung sống như vợ chồng với người đã có vợ, có chồng thì có thể sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 182 Bộ luật hình sự. Chính vì quan hệ ngoài luồng mà dẫn tới mâu thuẫn đến mức cực đoan, nạn nhân không muốn ly hôn mà Dũng ra tay sát hại. Luật sư Tuấn phân tích, trong trường hợp bị cáo bị kết án với nhiều tội danh thì cơ quan tòa án sẽ tổng hợp hình phạt. Theo nguyên tắc, nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình. Nếu là hình phạt cao nhất của các tội là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Trường hợp tòa án áp dụng hình phạt là tù có thời hạn thì tổng mức hình phạt của nhiều tội danh không quá 30 năm tù, luật sư Tuấn nói. Theo tôi, với hành vi đoạt mạng người, thực hiện một cách man dợ, động cơ đê hèn như thông tin đã đưa thì Dũng khó thoát khỏi án cao nhất là tử hình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.